Hai sáng hôm nay Giang chào tất cả mọi người nha. Trở lại video nấu ăn của Giang nha mọi người. Hôm nay cũng là một ngày cuối tuần, mấy đứa em của Giang nó sẽ qua bên phòng trọ của Giang á chơi. Thì hôm nay Giang sẽ nấu một cái món để đãi mấy đứa em của Giang nha mọi người. Nói chung á, cuối tuần nào nó cũng qua phòng của cậu ba của nó là Giang á mọi người, để nấu ăn. Đó. Hôm nay thì Giang sẽ nấu cái món gì thì hôm nay Giang sẽ vào trong phòng trọ, Giang sẽ quay cái nguyên liệu hồi sáng Giang mua rồi nha mọi người. Đó, vô trong Giang sẽ quay cho mọi người xem cái nguyên liệu của Giang mua. Thì cái món ngày hôm nay là Giang nấu là món là gà nấu lá giang nha mọi người. Đó, hẳn chia sẻ cho mọi người nấu ăn tại nhà luôn nha. Giờ vào trong phòng trọ nha mọi người. Rồi, cái phần nguyên liệu ngày hôm nay Giang có chuẩn bị gà nha mọi người. Sớm đi chợ Giang mua con gà này là 2 ký 3 nè, thì có chặt ra rồi. Đây Giang có chuẩn bị cà chua 3 tái, rau niêm thì có ngò gai với ngô ôm nhé mọi người. Đây là một tái thơm nhưng mà Giang nấu nửa tái thôi, với hai củ hành tím mình để mình cắt phi lên. Còn đây lá giang này nhiều quá rồi chắc Giang nhóc phần nữa nha mọi người. Đó, bây giờ Giang sẽ đi cắt cà chua với thơm với hành tím ra nha. Đây, Giang sẽ đi cắt hành tím nha mọi người. Hôm nay có mấy đứa em nó xuống phòng nó chơi, thì Giang cắt tới đâu thì Giang sẽ người em của Giang nó quay tới đó cho mọi người xem nha. Ở cái hành tím này hồi mình phi lên nhé mọi người. Đó, mình phi lên mình xào chung với gà. Bây giờ Giang sẽ cắt cà chua. Cà chua thì mình cắt một tái mình cắt làm 6 múi là được rồi, 5 6 múi là được nha mọi người. Đó. Thì hôm nay Giang sẽ làm món gà lá giang nhé mọi người. Đó. Thôi hồi Giang sẽ phi. Rồi bắt đầu Giang sẽ đi nấu luôn nha mọi người ơi. Đây, ủa chưa cắt. Chưa cắt thơm nữa. Thơm thì Giang sẽ cắt ra nửa tái thôi. Còn nửa tái thì để chiều chấm muối ớt ăn. Cà chua với thơm hồi nữa Giang sẽ phi coi. Rồi. Đó. Giang sẽ đi nấu luôn nha mọi người ơi. Hồi nữa Giang sẽ cắt cái rau này sau. Ở đây. Cái đầu này Giang cũng có bán bên TikTok với mọi người. Có anh chị nào muốn mua thì lên TikTok Giang mình lắp. Đó, cà chua thì mình cắt như vậy. Hành tím thì mình cắt như vậy nha mọi người. Thời gian sẽ đi phi hành tím. Đợi cho cái nồi này nó nóng lên. Bây giờ Giang sẽ đi cho dầu vô nha. Đang nấu theo kiểu chuẩn vị nhà hàng luôn nha mọi người. Đổ hành tím vô luôn. Gà thì mình chặt làm sao mà miếng nó vừa ăn là được nha mọi người. Cái nồi này là cái lớp men này là lớp men chống dính cao cấp luôn nha mọi người, xài lâu lắm. Rồi giờ hành tím nó vàng thì Giang sẽ cho cà chua với thơm vô nha mọi người. Xào lên cho nó chín cho nó đó. Bây giờ cái nồi này nó nhỏ quá mọi người ơi, chắc có thể là Giang sẽ đổi sang cái chảo khác mọi người, tại vì gà nhiều quá, cái phần khán giả cũng quá trời luôn nè. Đó, khán giả đây là ngồi quá trời luôn. Đây là nên là giờ Giang phải chuyển sang cái chảo bự kia mọi người ơi. Chảo kia rồi đồ của Giang bán hôm bữa Giang cũng có quay đó, nó lu bu lắm nha mọi người, thông cảm nha. Bây giờ chuyển qua cái chảo này mọi người, tại vì cái nồi này Giang thấy là nó nhỏ quá với phần 30 cm. khán giả. Đổ 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 qua cho anh đi, đổ qua cho anh ba đi, đây ta cầm cái chảo cho. Rồi rồi giờ chơi cái chảo bự này nha mọi người. Đó. Chảo này nó thiết kế là mình xào nấu được luôn nha. Đây đây nó có một cái thêm một cái quai này mọi người. Rồi giờ tiếp tục chơi cái chảo này.
đó. Giang sẽ xào lên cho nó nát cái này ra trước nha mọi người, cho nó nhừ ra để nó thấm vô gà nó ngon. Nóng nóng giờ xào nhừ rồi, Giang sẽ đi đổ cái gà này vô nha mọi người, đổ vô đây mình xào lên luôn cho nó thơm đó. Quá trời con gà luôn mọi người, nhiều gà này sáng là Giang mua gà ta nha mọi người. Giờ nửa cháo mình sẽ xào cháo. Lên đó, mình xào lên cho nó săn rồi bắt đầu Giang sẽ nêm nếm luôn nha. Bây giờ Giang sẽ đi nêm nếm mọi người. Đây là nước mắm, nước mắm này Giang cho vô một xíu đồng muỗng canh. Rồi. Đường nha mọi người. Này lá giang thì nó có cái vị chua chua ngọt ngọt nha. Ở đây thì Giang sẽ cho là 6 muỗng đường nhỏ và muỗng nhỏ mọi người. Rồi. 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 Tí xíu nữa thì nhạt thì mình sẽ nêm thêm nha mọi người. Nhà đó hạt nêm. Hạt nêm thì Giang sẽ cho 5 muỗng nha. Nhìn thấy bột ngọt, cái này là nguyên hàng gia vị của gia này nha mọi người, gia hàng gia vị mini. Đó. Bột ngọt thì Giang sẽ cho 2 muỗng thôi nha mọi người, không cho nhiều. Rồi bây giờ Giang sẽ xào lên. Nó sẽ ra nước nha mọi người, nó ra nước rồi nè, thấy không? Ăn gà nước thơm. Rồi bây giờ Giang sẽ cho nước, tầm này thì Giang sẽ cho 2 lít nước nha mọi người, 2 lít nước lọc. Đây là sáng Giang có ca nước sẵn rồi. Rồi mọi người giờ đợi đây, Giang sẽ lấy cái nắp Giang đậy lên nè, chờ đợi nha mọi người. Có nắp mà đậy lên. Ok, sôi lên thì mình sẽ vớt bọt là được. Tí xíu nữa thì mình sẽ bỏ cái nhờ. Bỏ đâu? Bỏ cái lá giang này vô sau nha mọi người. Khi nào cái này nó chín sôi nêm nếm không bỏ vô sau mình đảo lên được. Còn cái này tí xíu nữa mình bỏ vô sau luôn. Con này là Giang ăn rau cần ống nha mọi người, rau cần ống. Nãy giờ nó đã sôi lên rồi đó. Ngon quá. Mọi người thấy hấp dẫn không mọi người? Đây. Chín gà luôn rồi, chín hết trơn rồi. Đó bây giờ Giang sẽ dò cái lá giang này nè. Mình dò ra, mình bóp ra như nè mọi người. Để mình bỏ vô cho nó có độ chua nha. Nè mọi người thông cảm nha, khán giả đang bình luận quá trời luôn. Đứng đây đang nói chuyện. Thôi Giang bỏ vô luôn nha mọi người. Chắc Giang bỏ nhiêu đây mọi người, bỏ nhiều quá nó chua lắm, ăn không nổi cái lá giang này mà nó chua nè. Chua là kinh khủng luôn. Đó mình đảo lên. Đảo lên vậy là nó sẽ chín lá giang là được nha mọi người. Rồi cái vị của nó là chua chua ngọt ngọt nha. Nó giống như nước lẩu hải sản vậy đó. Xin phép mọi người Giang nêm một miếng nha. Mình thấy ngon không? Tuyệt vời luôn mọi người, không còn gì để tả nữa. Để Giang sẽ thêm một miếng mắm vô nữa cho đậm đà. Rồi. À, giờ Giang sẽ dọn xuống nha, dọn xuống ăn cùng với mấy đứa. Bật lửa lên, bật lửa lên đi rồi chưa thì tao vô vô bia trước rồi lấy gì. Cho có mùi ăn chơi nhé mọi người, không có nhậu nha. Hết ra hả? Bỏ cái rau vô đâu, bỏ ra vô khoảng nữa thôi. Ủa sao không có để quá rồi luôn gì ăn cái hết luôn rồi, ai ăn ngày mốt mà cũng không ngon thì mà ăn cái hết luôn. Mời Giang, mời mọi người cùng ăn bún với Giang nha. Giang đặt về nha. Ủa nãy em đang ký cái tô mà. Đọc cái tô bự quá không?
Sao có ai thử chưa, đừng phát biểu cảm nghĩ coi thứ tay nghề của anh ba như thế nào. Nước sốt đậm đà. Nước sốt đậm đà, chưa có niêm nếm luôn. Rồi. Ai ăn nhiều chấm nhiều. Có. Tương ớt nhiều. Tương ớt hả? Ví dụ gì chấm tương ớt trời. Ăn đi là. Không, đúng ai ăn đây. Giữa đi. Không, có nhiều. Nhưng mà không ăn lên mà không ăn lên. Được, lấy cái chén. Nhưng mà đó là có tiếng điện cho mẹ. Đi ra. Không được đâu. Lấy cái có gì vô, có xương vô. Xương vô đây. Ăn nha xương. Nhớ cái quà là. Thiếu chua cho nó gian thêm mọi người. Giang cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành theo dõi những cái video nấu ăn của Giang nha. Thôi cái video hôm nay thì Giang xin gác lại tại đây nhé mọi người. Giờ Giang sẽ ngồi ăn với mấy đứa em của Giang nha. Hồi lúc mới vô thì Giang không có quay giới thiệu được mấy đứa em của Giang mọi người. Nên là Giang quên, Giang cũng xin mọi người thông cảm. Hôm sau thì mấy đứa em, những tuần sau thì mấy đứa em của Giang nó sẽ tới nữa. Thì Giang sẽ quay và giới thiệu tên từng đứa cho mọi người xem luôn nha. Cho mọi người biết luôn. Đó, giờ thôi giờ Giang sẽ đi ăn nha mọi người. Giang cảm ơn mọi người đã xem hết video của Giang. Mọi người yêu thích những video nấu ăn của Giang thì cho Giang xin một đăng ký kênh và một like nha mọi người. Giang có nhiều cái động lực sự ủng hộ của mọi người và cô chú anh chị thì Giang sẽ làm nhiều cái video giải trí nấu ăn cho anh chị mình xem nha, cho cô chú xem. Và bye bye mọi người nha.